Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Bi Huỳnh Senpai. Người ta thường hay nói, thằng nào chết thụt thường sống dai, nhưng rất tiếc đó không phải là trường hợp của Chogo các bạn ạ. Dù mạnh nhất trong bộ 4 nguyên hồn, nhưng hai lần ra sân của thanh niên này đều xui rủi sao mà toàn đụng hai thằng top server chú thuật. Không phải Gojo Satoru thì cũng là Sukuna vua lời nguyên. Và tất nhiên, hành toàn tập dù mệnh danh mạnh ngang ngửa 8 đến 9 ngón tay của Sukuna. Nhọ như cái đít nồi. Dù đứng ở phe đối địch nhưng nhìn thanh niên này cứ hễ ra sân ăn hành nên tôi cũng hơi mủi lòng. Chính vậy hôm nay mình sẽ làm một cái video giải oan cho Chogo, nguyên hồn nhọ nhất lịch sử Jujutsu Kaisen, cũng như lý giải nguyên nhân vì sao lại bị đánh giá thấp hơn tưởng tượng nhá. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên ghé con shop BH Studio Thế Giới Anime ở link dưới phần mô tả và bình luận để tậu ngay cho mình những cái pack anime, những cái poster siêu xịn nha các bạn nhá. Pack anime One Piece của bên mình là nhập chính hãng từ Bandai Nhật Bản luôn nha. Khi mua thì các bạn nhớ add mã giảm giá để được free ship các bạn nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Lý tưởng của một nguyên hồn. Có rất nhiều thứ sẽ khiến nhân loại tỏa ra năng lượng tiêu cực của họ. Sợ sệt này, căm ghét, thù hận, căng thẳng với mọi thứ, từ con người cho đến thiên nhiên. Và tất nhiên thì do đã tồn tại từ cái thời kỳ sơ khai, nên nỗi sợ với thiên nhiên độc chiếm phần vượt trội hơn hẳn với tất cả những nỗi sợ khác. Và từ đó, bộ tứ chú linh ra đời. Vừa sinh ra đã ngay lập tức bước vào cấp độ đặc cấp, hoặc ít nhiều thì cũng chạm đến bậc thang đấy, bao gồm Mahito đại diện cho nhân loại, Dagon cho biển cả đại dương, Hanami cho thiên nhiên, và cuối cùng Chogo cho núi lửa. Có lẽ vì núi lửa thường mang đặc tính nóng nảy, cục xúc, đồng thời cũng luôn thể hiện sự đáng sợ của chính nó và những cơn rung chấn gây thiệt hại biết bao sinh mạng. Thế nên Chogo phần nào đó cũng sở hữu luôn cái đặc tính nóng như kèm này. Tuy nhiên, dù là một chú linh, nhưng Chogo cùng đồng bọn của hắn lại sở hữu lý tưởng khác hoàn toàn với những chú linh ngoài kia. Thông thường, chú linh chỉ muốn tàn sát con người, bởi chúng vốn sinh ra từ mọi năng lực tiêu cực trên thế giới. Nhưng bộ tứ đặc cấp lại không làm như vậy đâu. Chúng đối mặt với nhân loại vì muốn tạo ra một tân thế giới. Đối với bộ tứ đặc cấp thì việc sở hữu cuộc sống đúng nghĩa và một danh tính mới thật sự là hạnh phúc. Bọn chúng muốn trở thành theo định nghĩa bằng từ con người mà chẳng phải những chú linh như hiện tại. Thậm chí theo Chogo thì họ mới là những con người thực thụ. Xét về mặt nào đó thì Chogo nghĩ vậy cũng không sai đâu các bạn ơi. Bởi nếu các bạn còn nhớ thì ở phe nhân loại có hai người sở hữu khả năng tiến hóa lên một dạng tồn tại cao cấp hơn. Không sai, đó là Sukuna và Tengen-sama. Người trước thì vốn hiện tại đã thành công tiến hóa lên một chú linh. Người còn lại thì vì nhân loại nên cứ cách một thời gian nhất định lại phải đi tìm tinh tương thể đồng hóa bản thân, nhằm ngăn chặn mình tiến hóa lên một thể thống mới. Vì nếu tiến hóa thành dạng sông mới thì kể cả Tengen cũng không thể đảm bảo được rằng bà sẽ theo phe nhân loại hay chú linh. Có thể lúc này bà ấy sẽ đồng cảm với chú linh hơn thì sao, hoặc tình cảm vốn dành cho con người sẽ theo đó mà biến mất đi. Vậy nên các bạn cũng thấy dù chưa hề xác nhận, nhưng dường như đích đến cuối cùng của nhân loại trong Jujutsu Kaisen chính là khiến bản thân họ thành một chú linh thực thụ. Bởi lúc này họ sẽ chỉ còn lại là một nguồn chú lực thần túy không nhiễm bất kỳ thứ tạp chất nào khác. Nên suy cho cùng, lý tưởng của Chogo đối với những nguyên hồn là một điều đúng đắn, nhưng lại sai trái khi đối chiếu với con người. Hiểu đơn giản hơn nhé, thì cuộc chiến giữa bộ 4 đặc cấp và nhân loại thuộc về vấn đề chủng tộc. Đứng trước mặt lợi ích các lời nguyên thì hắn chẳng làm gì sai cả. Có sai thì sai ở chỗ hắn gặp cả vỏ dưa lẫn vỏ dừa mà thôi. Sức mạnh của kẻ đứng đầu bộ tứ đặc cấp. Như tôi có nói ở trên, do sự đáng sợ từ núi lửa được thể hiện trực quan hơn các nỗi sợ khác, nên thành ra Chogo cũng đồng thời là kẻ mạnh nhất trong cái bộ tứ của hắn. Theo Kensaku thì nếu lạc quan mà nói, chú lực Chogo xấu có thể sánh ngang ngửa đến 8-9 ngón tay vô lời nguyền Sukuna. Ngoại trừ Sukuna thì tính đến thể hiện hiện tại thì có Rika cùng thức thần Mahogara mới tỏ ra vượt trội hơn với tên đầu núi lửa. Chưa cần thể hiện quá nhiều kỹ năng, chỉ riêng một cú chạm nhẹ có đủ sức tầm chú thuật sư hạng nhất như Nanami lẫn Naobito dù cố gắng sử dụng thuật thức gia tốc khung hình để chạy thoát nhưng vẫn bất thành. Có thể thấy, đó vẫn chưa phải toàn bộ thực lực của Chogo. Bởi tại trận chiến Sukuna thì ta cũng thấy Chogo khi tung toàn bộ sức lực đáng sợ ra sao rồi đúng không? Thao túng dung nham, nén mọi thứ thành một quả thiên thạch như muốn Nhật Bản lãnh thêm một quả nguyên tử thứ ba. Đồng thời còn là kẻ đầu tiên khai triển được lãnh địa khi cả ba đồng bạn của mình vẫn chưa ngộ ra tuyệt kỹ này. Mà nó nóng đến mức chỉ riêng việc đặt chân vào lãnh địa hắn thôi cũng đủ được khiến một chú thuật sư bình thường bốc hơi ngay lập tức. Đồng thời còn áp dụng được luật tất chúng lên người Gojo. Vậy nên không hề nghi ngờ gì khi khẳng định nếu đổi lại bất kỳ ai khác ngoài 4 chú thuật sư đặc cấp thì họ đều chắc chắn sẽ bị Chogo cho bốc hơi ngay lập tức. Bởi lẽ
Chỉ một trong những con hàng chú thai đặc cấp hạ đẳng cũng đủ khiến Megumi gục tới gục lui, hay dù chi, kể cả khi lên cấp 1 vẫn thua dưới tay Choso dù đã lợi dụng địa hình, thì các chú thuật sư khác gần như không hề sở bất kỳ cơ hội nào với tên đầu boy này. Lấy ví dụ như Naruto, trong một bài phỏng vấn của Gege Sensei, chính tác giả khẳng định rằng nếu ta chỉ xét về sức mạnh thì ông và Tochi đáng sợ ngang nhau, còn nếu bỏ chú cụ ra thì Tochi chỉ có thể đối đầu với con người mà thôi. Nó cũng lý giải vì sao Tochi căm ghét tộc Genin như vậy nhưng vẫn không dám đồ sát cả tộc như Maki sau này, bởi lẽ Naruto vẫn còn đó. Thậm chí, lão còn là chú thuật sư hiện đại nhanh nhất chỉ sau Gojo. Ok, tới đây chắc chắn là sẽ có nhiều anh em thắc mắc rằng vì sao bảo Tochi và trưởng tộc Genin mạnh ngang nhau, nhưng một người thì cụt tay ăn hành Sabler trước Dagon, người còn lại cosplay Lý Tiểu Long quật vào mồm Dagon như con đẻ đúng chứ. Chính vì ngay khi đặt chân vào lĩnh địa, ông đã bị Dagon nó tọng trong nguyên một bàn hải sản mà không kịp trở tay. Vì sau màn thăm dò ban đầu, hắn biết được ông chính là kẻ nguy hiểm nhất trong số các chú thuật sư tại đó. Còn Tochi gia nhập cuộc chiến lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của con chú linh này. Nhưng kể cả vậy thì các bạn cũng thấy kết quả lão này ra sao đúng không? Dù có hơi bất công cho Naruto khi vừa out khỏi lãnh địa đã phải đối mặt với kẻ còn mạnh hơn Dagon gấp mấy lần, nên lão ngay lập tức sủi khỏi đó với thuật thức chia khung hình. Nhưng như thế thì sao chứ? Chogo vẫn dễ dàng bắt kịp và biến lão thành heo rừng đứng lù. Chogo có thật sự yếu như mọi người hay nghĩ? Với tất cả những gì đã thấy ở trên, tôi nghĩ các bạn ngồi đây cũng phần nào có được câu trả lời cho mình. Chogo thật sự không có yếu, gần như trừ một vài cá nhân ra chẳng có chút thuật sư nào đủ sức thanh tẩy hắn. Dù Gege đã từng khẳng định nếu Chogo lãnh 5 cú hắc thiểm cho Yuchi cùng vài cú quật du vân trong tay Todo thì hắn sẽ đi đời ngay lập tức. Nhưng đó là trường hợp đánh trúng, và với tốc độ hai tên này đã thể hiện ra thì có cái nịt, nên coi đó như một ngoại lệ duy nhất. Còn lại có thể xem Chogo lọt vào hàng ngũ top đầu trong số các chú linh và vượt trội hơn mấy thằng bạn của mình. Vậy vì sao Chogo lại bị mọi người đánh giá là yếu? Bởi vì mạnh không đồng nghĩa với việc bạn may. Ngay lần đầu tiên ra sân, băng danh là kẻ mạnh nhất cho bộ tứ đặc cấp vốn vượt trội hơn so với các chú linh. Nhưng kẻ mà hắn chọn lại chẳng ai khác, đó chính là Gojo. Người mà sau này chúng ta biết chi ít cũng phải xấp xỉ 19 ngón vua lời nguyền. Tại trận quyết chiến tử địa Shinjuku, Gojo đã 5 lần 7 lượt đấm liên tục vào mồm Sukuna và thậm chí là khiến hắn dính cả vô lượng không xứ, đủ làm Sukuna chẳng thể bật lãnh địa sau đó. Kết quả rõ ràng, Chogo ngay từ đầu chẳng hề có bất kỳ cơ hội nào trước mặt thầy năm. Suốt trận giao đấu giữa cả hai chỉ là màn làm nóng tay chân của ông thầy. Đã thế còn rảnh rỗi lôi thằng đệ Yuchi ra để nó lấy bút ghi lại xem thầy nó hành đặc cấp như thế nào. Bị sỉ nhục với câu nói "Yo Aimo" khiến hắn cây cú bật lãnh địa nhưng vẫn bị ao trình bởi Gojo dù thầy bật lãnh địa sau hắn. Và cuối cùng, nếu không phải thầy Nam cần chừa lại một cái mạng cho đầu núi lửa nhằm moi thông tin thì có lẽ hắn sẽ là chú linh đặc cấp hàng đầu thứ nhất bị cho ao khỏi server. Về sau, dù cho đó có Hanami, Mahito cùng hợp lực cộng thêm phát hiện lĩnh vực triển duyên có thể trung hòa vô hạn, lại lấy tất cả nhân loại có mặt dưới nhà ga làm con tin, nhưng tất cả Chogo nhận lại còn thảm hơn lần trước. Hanami, người bạn chung lý tưởng, đã bị Gojo tàn sát như một miếng bánh thịt ngay trước sự kinh kiến của hắn. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ tốt đẹp hơn cho Chogo khi hắn sẽ thành công khiến Yuchi nuốt hơn 10 ngón tay và gọi ra Sukuna trong khi Gojo đang bị phong ấn. Tuy nhiên hắn chẳng thể nào ngờ rằng đấy lại là thứ chấm dứt sự tồn tại bản thân trên thế giới này. Cũng như Gojo, Sukuna hoàn toàn tham gia trận đấu với tâm thế for fun, chơi cho vui, không quên T-pose giữa tầm bão mặc cho hai bàn tay dung nham khổng lồ từ Chogo ép lại. Nhân lúc rảnh rỗi còn cắt guốc, trượt patin chiêu chiêu trước màn trình diễn từ Chogo. Sukuna chẳng để Chogo vào mắt mà chỉ coi tên chú linh này chẳng khác gì món đồ chơi giúp mình giải khuây sau khi trở lại. Hành chính là tất cả những gì đầu núi lửa cảm nhận được giờ phút ấy. Đỉnh điểm của sự sỉ nhục phải kể đến thời khắc mà Chogo quyết tâm all in tạo nên một quả thiên thạch giáng xuống Shibuya, khiến các chú thuật sư khác sợ vỡ mật, toàn phắn khỏi nơi đó ngay lập tức. Thế nhưng, mỉa mai thay, chỉ một câu nói cấm chỉ di động vang lên từ miệng Sukuna đã làm cho toàn bộ những người tại đó phải đứng yên tại chỗ. Quả thiên thạch khổng lồ trên kia sắp sửa giáng xuống đầu họ, nhưng độ nguy hiểm lại tuột dốc không phanh so với một câu nói đơn giản từ miệng vô lời nguyền. Tớ xem mà phải đồng cảm với Chogo luôn các bạn ạ. Tưởng tượng bạn dồn hết mọi thứ và thi triển tuyệt kỹ, nhưng lại chả đáng sợ bằng một câu nói từ đối phương. Cái kết cho hắn chính là bị chết bởi thứ mà mình thông hiểu nhất cũng như bản nguyên của hắn, lửa. Ngay cả lửa, thứ tạo sức mạnh chính bản thân hắn cũng phải cúi đầu trước lửa đến từ Sukuna.
Có lẽ khác với cầu Yoimo lần trước, lần này hắn cuối cùng cũng được công nhận do chính Sukuna khẳng định rằng Chogo là kẻ mạnh trong mắt Sukuna, khiến hắn trước khi chết lại bộc phát ra thứ cảm xúc mà chỉ tồn tại ở con người, rơi lệ. Có lẽ đây chính là cách mà Sukuna truyền đạt tình yêu thuần túy của hắn cho kẻ khác. Trong quan điểm của Nguyên Vương thì việc hắn ban phát lời khen cho đối thủ chính là tình yêu lớn nhất mà kẻ đó có được. Và cũng từ đây mà Nguyên Hồn với lượng chú lực sánh ngang 8-9 ngón tay Sukuna biến mất trên cõi đời. Hắn chẳng thể nào thực hiện nguyện vọng tạo ra tân thế giới cho các lời nguyện khác sinh sống như những con người thực sự. Đồng thời còn là một trong các chú linh đặc cấp bị dìm hàng kinh nhất trong bộ truyện. Bởi lẽ chưa lần nào hắn phải đối đầu một đối thủ xứng tầm, toàn chênh lệch hạng cân, không quá yếu thì cũng là quá mạnh đến mức vô lý như Sukuna và Satoru Gojo. Ok, và vừa rồi chúng ta đã cùng phân tích cũng như là giải nguy cho thanh niên Chogo trong bộ phim Jujutsu Kaisen. Và như các bạn thì sao? Các bạn đánh giá sao về nhân vật này? Hãy cùng cho mình biết ý kiến dưới phần comment nhé. Và như mọi khi đừng quên để lại cho mình một like, share, đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cho mình tung ra trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.